Ở đây là bàn mixer PM600 đến công suất bị lỗi một vế các bác nhé. Đây, hiện tại thì vế bên này thì chạy bình thường ạ. Còn vế bên này nó bị tiếng nhỏ và nó hơi bị dè, là lỗi một vế bên này. Bên em cũng đổi mới hoàn toàn miễn phí cho bác khách nhé. Đây thì đây là cái bàn mixer mới, bên em vừa mới bóc hộp ra thì bên em sẽ tiến hành setup lại và bàn giao đổi cho các anh một bàn mới theo đúng chính sách và đúng cam kết của công ty các bác nhá. Rồi, thay mặt anh em cũng cảm ơn công ty rất là gọi là chu đáo và cũng gọi là chu đáo và là kinh nghiệm. Chào các dân, cảm ơn. Vâng. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Như các bác vừa thấy thì bên em vừa mới đổi mới miễn phí sản phẩm cho anh Thanh ở Hòa Bình. Bàn mixer của anh đấy mới mua thì anh có gặp vấn đề lỗi của sản phẩm, đó là một kênh to, một kênh nó kêu nhỏ và hơi bị rè. Thì em cũng xin bật mí với các bác cái chính sách bán hàng của bên Khang Phú Đạt Audio. Đối với các bác mua sản phẩm mixer Dynacorp như bàn mixer này thì bên em có chính sách là thứ nhất là các bác sẽ được đổi trả miễn phí trong 7 ngày sử dụng. Nếu mà các bác mua mà các bác thấy nó không phù hợp, không hài lòng hay là mình chưa quen dùng đấy, thì các bác được đổi trả trong 7 ngày đầu sử dụng, các bác được trải nghiệm như vậy ạ. Cái chính sách thứ hai nữa là các bác sẽ được đổi trả miễn phí trong 15 ngày nếu mà các bác mang sản phẩm về mà các bác dùng mà có lỗi của nhà sản xuất. Cái chính sách thứ ba nữa là các bác được bảo hành 12 tháng. Và trong suốt cái thời gian bảo hành 12 tháng đấy thì các bác được bảo hành miễn phí và bên em sẽ chỉ có thay linh kiện miễn phí hoàn toàn chứ không sửa chữa các bác nhé. Như vậy thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm khi mà sử dụng các sản phẩm của Khang Phú Đạt Audio. Và nếu các bác quan tâm đến những dòng sản phẩm này thì vui lòng comment ở dưới bình luận bên dưới hoặc là các bác liên hệ trực tiếp tới số hotline các bác nhé. Lúc mình dùng là nó bị sao anh? Cái nhỏ bên này, bên đường tổng ra. Một bên tổng da nhỏ và một nhỏ. Bên da to. Mà to lên cứ bật bụp 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 nó mới ra. Và thế đây để em kiểm tra lại cái bàn mà nó bị lỗi nhá. Để em thử nhạc trước. Đấy. Nói mic thì nó sẽ liên quan đến nhiều yếu tố, nói to nói nhỏ đấy. Thì mình cũng sẽ kết hợp giữa kiểm tra giữa mở nhạc và test mic. Xin chào các bác. Thì ngày hôm nay thì bên em có tiếp nhận một cái bàn mixer mà bọn em mới bán cho anh Thanh ở Hòa Bình. Đây, hôm nay là các bác khách ở đây đây ạ. Để em quay sang khu này. Đấy, đây là các bác khách anh Thanh ở Hòa Bình. Thì anh đấy cũng mới mua một bàn mixer Dynacorp PM600 liền công suất về để làm nghề hát văn. Thì tuy nhiên là con mixer này nó bị lỗi một bên. Đấy. Như em thử đây thì một bên vế bên trái này thì là chạy bình thường. Đấy. Còn vế bên phải thì nó da nhỏ, như anh phản ánh là nó da nhỏ và nó bị dè. Đấy. Đây là cái lỗi mà bàn mixer này mà anh có mang ra cho bên Khang Phú Đạt để kiểm tra và xử lý. Thì đây là cái tình trạng nó bị lỗi của sản phẩm, thì cái này là cũng không thể tránh khỏi, bởi vì các thiết bị thì nó cũng sẽ có những lúc nó bị lỗi. Đấy. Tuy nhiên là anh vừa mới mua của bên Khang Phú Đạt và vẫn đang còn chính sách trong thời gian đổi trả, thì bên em sẽ tiếp nhận cái bàn này
và bọn em sẽ đổi cho anh một cái bàn mixer mới để về anh làm cho nó yên tâm hơn. Thì đây là cái bàn mixer mới bọn em vừa mới bóc ra. Đây, thì đây là cái bàn mixer mới bên em vừa mới bóc hộp ra, thì bên em sẽ tiến hành setup lại và bàn giao đổi cho các anh một bàn mới theo đúng chính sách và đúng cam kết của công ty các bác nhá. Thôi thay mặt anh em cũng cảm ơn công ty rất là gọi là chu đáo và cũng gọi là chu đáo và là cái gì nhỉ? Chào đón riêng cảm ơn. Vâng. Thì theo cam kết của công ty và chính sách bảo hành của công ty thôi anh ạ. Thì bọn em có lỗi sản phẩm thì bọn em sẽ đổi cho mình theo như quy định của công ty. Đấy. Thì sau đây thì em sẽ tiến hành setup rồi bàn giao lại cho các anh. Vâng. Để cho các anh có một cái sản phẩm làm cho nó yên tâm. Đấy. Sản phẩm thì nó cũng sẽ không thể tránh khỏi những lúc nó bị lỗi anh ạ. Lúc nó bị đúng không? Vâng, hôm qua các anh có gọi điện qua video thì em cũng có hướng dẫn qua. Nhưng mà mình để mà cái lỗi đấy mình phải kiểm tra trực tiếp. Đấy, thì đây là bọn em thấy nó đúng là có cái lỗi. Đấy thì bọn em sẽ đổi cho mình một cái bàn mới. Cho nên là mấy anh em cứ bảo là hôm nay thôi thì mấy anh em là rủ nhau đi ra thẳng trực tiếp luôn. Vâng. Không gửi. Đúng rồi, thì mình cứ ra thẳng trực tiếp. Trước hết là bọn em sẽ kiểm tra tình trạng của nó. Sau đó là bọn em đập hộp mới để bàn giao cho các anh, cho các anh yên tâm, không lại bảo là mình lại cái hàng cũ đổi cho các anh thì nó mang tiếng anh ạ. Đây em sẽ set up và lại bàn giao lại cho anh. Mình cũng chưa đóng thùng kia nên cũng để tạm. Không kể cả anh bỏ hộp đi anh mang máy ra không thì cũng được mà anh. Bọn em vẫn đổi cho mình bởi vì nó bọn em ngoài bảo hành trên hệ thống điện tử thì các anh có mất giấy tờ thì bọn em vẫn cứ bảo hành cho mình, yên tâm là như thế. Yên tâm chưa các anh? Đấy, lỗi cái là bọn em đổi luôn theo đúng cam kết. Các anh được đổi mới trong 15 ngày cơ mà. Mình mới mua có được có khoảng một tuần thôi. Đấy, tầm được một tuần. Hôm qua là thay màu đấy, khách chưa. Và trong 15 ngày lỗi của sản phẩm là bọn em đổi mới luôn. Cái đấy như em vừa kiểm tra thì nó báo cái limit ở kênh bên cạnh. Tức là cái kênh đấy là mình đang để nó bị giới hạn, cái tín hiệu là nó khả năng nó cho to quá đấy. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quên nhau. Đây là hoạt động bình thường, đây là cái máy mới cho các anh nhá. Đấy. Như vậy là quá là yên tâm rồi. Ok rồi, đúng không? Không biết nói gì nữa, cũng cảm ơn công ty. Vâng, không. Vâng, thì bọn em bán hàng có chính sách quy định công ty rõ ràng mà anh. Mình trong thời gian bảo hành đổi mới là sẽ theo đúng cam kết như vậy. Đấy, thì em cũng đã set up cái chế độ cho nó rồi nhé. Xin đổi mới cho anh con này nhá. Rồi, cảm ơn các anh. Các anh có vấn đề thì cần hỗ trợ thì cứ nhắn cho em nhá. Rồi, ok. Chào anh nhá. Cảm ơn anh nhá.